Đây. Đây là Bạch Xếp đây. Hôm qua cũng ấy rồi nhưng mà hôm qua nó hơi tối. Ít sẹo chưa? Ít tật chưa? Bạch Xếp. Giờ nó đang lạnh. Đây. Đây còn hàng lụ lọc đây. Thường là nhà vườn thì lại lấy cái loại mà nụ nọc này về bán được, về bán được luôn. Nhà có sẹo mẹ. Qua ở cái video kia cũng đo rồi. Mà anh cơ củ này thì 20, chung là làm mẫu thôi chứ còn quay nhiều thì cũng thế. 20 này. Gốc thì cũng kiểu bonsai, cuốn kít các kiểu. Thoát thân mét. Đây. Đây cũng 20. Thoát thân đây, tính từ đây luôn. 98, 96, 98. Vanh cũ. Đấy, toàn hồng cổ bây giờ toàn vanh 20, 21. Bố tổ. À. 20 mà chia 3,14 là 6 phân. To luôn, vanh trên cao luôn. Đây là 10 này. Đấy. Làm gì có tật tiếc gì đâu. Như con này làm gì tật đâu. Gốc gì để uốn oán toàn toàn là vằn. Đúng kiểu gốc dễ bonsai. Thân cũng mịn. Nói chung đào thì nó sẽ bị cái tật nhiều hơn là so với cái hàng Sapa ở dưới Nam Định. Sapa dưới Nam Định thân nó mịn lắm, mà toàn kiểu một sóng thôi. Còn hàng hàng ở mình thì nó không thể được mịn được, không phải còn đào nữa thì càng khó hơn. Thường là đào là sẽ bị sẹo, bị tật nhiều, vuốt được một con mà nó thẳng tưng nên hơi khó. Bạch mới đào. Sapa còn tật tiếp các kiểu. Thôi nhá, video chơi liều như thế này cũng được. Đấy. Đẹp chưa?